Hai lần nội soi can thiệp lấy khối bã thức ăn kích thước lớn trong dạ dày, bệnh nhân 53 tuổi không cần phẫu thuật, có thể ra viện sau 2 ngày. Bệnh nhân Nguyễn Thị Bảy lần đầu tiên phát hiện khối bã thức ăn 20x5cm trong dạ dày. Khối bã thức ăn lớn, cứng chắc, cọ sát niêm mạc, tạo ra nhiều ổ viêm loét dạ dày. Đánh giá tình trạng bệnh nghiêm trọng, cần can thiệp sớm. Ekip bác sĩ trung tâm tiêu hóa Bệnh viện Hồng Ngọc đã lựa chọn phương pháp nội soi can thiệp lấy dị vật, giúp xử lý triệt để khối bã thức ăn mà không cần phẫu thuật. Chúng tôi quyết định lấy khối bã cho người bệnh qua nội soi, như vậy người bệnh sẽ tránh được một cuộc phẫu thuật không cần thiết. Trong quá trình nội soi, ekip các bác sĩ đã xác định chính xác vị trí và tình trạng khối bã thức ăn trong dạ dày bằng công nghệ nội soi NBI tiên tiến từ Nhật Bản, phân mảnh khối bã thức ăn bằng SNE và dụng cụ chuyên biệt, thành công đưa khối bã thức ăn ra ngoài qua nội soi, không gây chảy máu, bảo toàn dạ dày, không tổn thương hệ tiêu hóa. Sau hai lần can thiệp, khối bã được xử lý triệt để, bệnh nhân tỉnh táo, không đau đớn, có thể đi lại, sinh hoạt bình thường. Sau khi tỉnh dậy, cô đấy cứ tưởng là cô chưa làm, không nghĩ đến là mình đã làm xong. Và khi mà nội soi xong về thì đúng là quả là một cái hạnh phúc. Đúng là trước là cô phải ăn ở thật là phúc hậu đấy, nên cô đúng là tránh được một cái phẫu thuật lớn.